Vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức công bố triển khai chương trình Tuần nhận diện hàng Việt 2015, tự hào hàng Việt Nam. Tuần nhận diện hàng Việt 2015, tự hào hàng Việt Nam là chương trình đầu tiên do Bộ Công Thương tổ chức nằm trong khuôn khổ đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Các hoạt động triển khai trong khuôn khổ chương trình được thực hiện đồng thời trên 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tìm kiếm đại sứ đồng hành cùng chương trình, diễu hành đồng hành cùng hàng Việt, triển lãm Tuần nhận diện hàng Việt, tự hào hàng Việt Nam, hội nghị kết nối cung cầu tại Đà Nẵng, v.v. Ban tổ chức cho biết, để chương trình đem lại hiệu quả cao nhất, Bộ Công Thương sẽ gửi thông tin thường xuyên đến các cơ quan truyền thông, báo chí trong suốt chuỗi hoạt động.